Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài chính Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, mới đây thì Oppo đã ra mắt chiếc Oppo K3 và thật bất ngờ khi những cái nhìn đầu tiên có thể thấy là Oppo K3 có ngoại hình không khác mấy so với chiếc Oppo Reno cao cấp. Mặt lưng bóng bẩy có hiệu ứng chuyển màu cùng Caracape đèn flash và logo của Oppo, tất cả đều được xếp thành một hàng dọc. Ở mặt trước thì viền màn hình có thể dày hơn và camera selfie thò thụt bình thường, chứ không phải là dạng ti hí kiểu như Reno. Tuy nhiên, nếu rút cụm camera này xuống thì rất khó nhận ra sự khác biệt. Camera selfie này đóng mở 0,74 giây và có độ bền là 200.000 lần. Màn hình của máy sử dụng công nghệ tấm nền là AMOLED cao cấp, có kích thước là 6,5 inch với độ phân giải Full HD cộng. Đây cũng là màn hình có công nghệ bảo vệ mắt và tích hợp luôn cảm biến vân tay. Ở bên trong thì Oppo K3 sử dụng Contix 5710, chúng ta sẽ có dung lượng RAM là 6 hoặc 8GB và bộ nhớ trong là 64, 128 hoặc 256GB và hoạt động trên nền tảng ColorOS 6.0 dựa trên hệ điều hành Android 9 Pie. Ngoài ra thì mẫu di động tầm trung mới ra mắt của Oppo này còn sở hữu camera selfie pop-up 16MP, hệ thống camera sau kép là 16MP, khẩu độ là f1.7 và 2MP. Máy có chế độ riêng đó là Super Clear Night View 2.0 dành cho chụp đêm. Phim pin dung lượng là 3765 mAh và hỗ trợ sạc nhanh Vogue 3.0. Và Oppo K3 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 1 tháng 6 tới đây với mức giá khởi điểm khá hấp dẫn là 231 USD, tức là khoảng 5,3 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB ROM, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn với 8GB RAM và 128GB ROM và 8GB RAM và 256GB ROM sẽ có mức giá lần lượt là 275 và 332 USD, tức là rơi vào khoảng 6,4 và 7,7 triệu đồng. Và Oppo K3 sẽ có 3 tùy chọn màu sắc là Nougat Purple, Morning White và Sacred Black. Các bạn thân mến, theo báo cáo của CNBC thì giám đốc bộ phận tiêu dùng của Huawei vừa xác nhận rằng hệ điều hành riêng cho smartphone và máy tính sẵn sàng sử dụng tại Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, Huawei sẽ chỉ sử dụng hệ điều hành riêng nếu hoàn toàn không được sử dụng phần mềm của Google và Microsoft nữa. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách đen, cấm hợp tác và mua linh kiện từ các công ty tại Mỹ. Huawei cũng không được cấp phép sử dụng hệ điều hành Android và các dịch vụ Google nữa. Sắp tới rất có thể điều tương tự sẽ xảy ra đối với hệ điều hành Windows của Microsoft. Theo đó, hệ điều hành của Huawei sẽ có tới 2 phiên bản. Phiên bản dành riêng thị trường Trung Quốc sẽ được ra mắt vào quý 4 năm nay, trong khi phiên bản do thị trường quốc tế sẽ có thể ra mắt vào đầu năm 2020. Huawei vẫn xác nhận rằng là vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn việc hợp tác với Google và Microsoft, chỉ khi vĩnh viễn không thể sử dụng các hệ điều hành của Android và Windows nữa, Huawei mới sử dụng đến biện pháp dự phòng là hệ điều hành của riêng mình. Các bạn mến, Nubia Alpha là mẫu smartphone đeo tay có màn hình uốn dẻo đầu tiên được bán thương mại trên thế giới. Nguyên mẫu thử nghiệm ra mắt lần đầu tại triển lãm IFA 2018 và sản phẩm gần như hoàn thiện và có mặt tại triển lãm MWC 2019 vừa qua. Và máy được bán ra tại thị trường Trung Quốc và nhanh chóng có mặt tại Việt Nam qua đường sách tay với mức giá khoảng 10 triệu đồng cho model không trang bị eSIM. Chi tiết đáng chú ý nhất trên máy là màn hình có kích thước khoảng 4 inch, độ phân giải là 960x192 và tỷ lệ là 5:1. Theo nhà sản xuất thì màn hình có thể chịu được khoảng 100.000 lần uốn cong mà không gặp hiện tượng hỏng hóc nào. Quan sát từ thực tế cho thấy là khả năng hiển thị ở mức chấp nhận được, độ sáng hơi thấp nếu muốn nhìn ngoài trời nắng. Tổng thể thiết kế của Nubia Alpha thì hơi thô, thiếu đi các nét mềm mại cần thiết. Và nhà sản xuất có dán sẵn hộp một lớp bảo vệ màn hình. Máy được trang bị bộ vi xử lý dành cho smartwatch là Snapdragon Wear 2100 và 1GB RAM cùng với bộ nhớ trong là 8GB. Pin đi kèm dung lượng là 500 mAh và được Nubia hứa hẹn là có thể dùng đến 2 ngày với nhu cầu cơ bản. Tương tự như mẫu đồng hồ thông minh khác thì Nubia Alpha có cảm biến đo nhịp tim ở bên dưới và máy cũng có đầy đủ các chương trình tập luyện hỗ trợ liên quan đến sức khỏe. Camera phía trước của Nubia có độ phân giải là 5MP, không có đèn flash LED. Chất lượng khi nhìn qua màn hình thì khá tệ dù có hỗ trợ đầy đủ các hiệu ứng. Tại thị trường quốc tế thì Nubia Alpha sẽ có mức giá khoảng 510 đô cho phiên bản kết nối Bluetooth, trong khi đó phiên bản hỗ trợ eSIM sẽ có giá khoảng 624 đô. Và model nhập về Việt Nam thì sẽ chỉ có kết nối Bluetooth với mức giá là 10 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.